thầy cô giáo, các em học sinh thân mến. Mở đầu lễ khai giảng ngày hôm nay là lễ diễu hành biểu dương lực lượng chào mừng năm học 2023-2024 của các em học sinh trường trung học cơ sở Đoàn Kết. Toàn liên đội chú ý, nghiêm, lễ diễu hành. Who?
đến thứ 145, chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của Việt Nam của họ. Vì vậy, ngày 5 tháng 9 hàng năm được chọn là ngày khai trường, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày có ý nghĩa quan trọng đối với thế hệ các em học sinh. Hôm nay, chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình, một xã hội văn minh, ấm no, hạnh phúc. Nhưng tất cả chúng ta không sao quên được công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu, công lao của anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng bao xương máu cho nền độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta hãy cùng tưởng nhớ công lao của Bác Hồ vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Bác Hồ gửi cho già quân đoàn kính yêu của dân tộc Việt Nam suốt một đời chiến đấu hy sinh vì dân, vì nước. Bác Hồ vì lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tư tưởng và đạo đức cách mạng vĩ đại của Bác vẫn ngời sáng trong niềm kính yêu vô hạn của muôn triệu con tim Việt Nam và bạn bè quốc tế. Vừa vĩ đại cao cả, vừa bình dị thân thương, với tấm lòng nhân ái bao la, với lẽ sống cao đẹp, nhưng yêu tất cả chỉ quên mình, người mãi là tấm gương sáng cho bao thế hệ con cháu học tập và noi theo. Ôi, lòng Bác vậy cứu thương ta, thương một đời chung, thương cỏ hoa, chỉ biết quên mình trong đất thảy, như dòng sông chảy lặng phù sa. Nhận, chúng con xin ghi nhớ công ơn trời biển của Bác, của bao thế hệ cha đi trước đã đổ mồ hôi nước mắt, của bao anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống, hiến mốc đào tô thắm cho ngọn cờ vinh quang của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Tự hào cái thừa truyền thống của bao lớp cha anh đi trước, tự hào được sinh ra và lớn lên cùng đất nước đang hướng tới tương lai tươi đẹp huy hoàng, trở thành con ngoan trò giỏi, những cháu ngoan Bác Hồ xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Bài ca trường đoàn kết. Mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa
trên con đường tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân, thế giới và tương lai đang rộng mở. Thầy cô, cha mẹ và đất nước yêu mến thương tạo tiền. Bước vào năm học mới với khí thế mới, cùng thi đua dạy tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt, có nhiều tiến bộ và thành tựu mới. Dù còn có những băn khoăn, trăn trở khi bước vào năm học mới, sau tất cả chúng ta hãy vững vàng đến bước vượt qua khó khăn, kiến tạo những giá trị mới mẻ và tích cực cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Chúc sự nghiệp của chúng ta ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng và không ngừng phát triển. Thân ái, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời cô giáo Đinh Kim Thu, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên tuyên bố khai giảng năm học mới. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, trước tiên cho phép tôi thay mặt hội đồng giáo dục nhà trường nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý, ban đại diện cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và các em học sinh nhà trường. Đặc biệt cho cô gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới 120 học sinh khối 6 vừa trở thành thành viên mới trong đại gia đình trung học cơ sở đoàn kết. Sự có mặt của quý vị đại biểu, các vị khách quý tại buổi lễ ngày hôm nay là nguồn động viên to lớn đối với nhà trường chúng tôi trong những ngày đầu tiên của năm học mới. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các vị phụ huynh, các cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh của nhà trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn các bậc cha mẹ đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng nhà trường. Nhà trường chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình, cố gắng để phát huy được tối đa mọi khả năng, tạo một môi trường tốt nhất cho các con được giáo dục, học tập và vui chơi. Làm sao để trường trung học cơ sở đoàn kết thực sự là một môi trường hạnh phúc, để các con đến một trường là một ngày vui, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, các bậc cha mẹ học sinh dành cho nhà trường. Năm học 2022-2023 vừa qua, thầy trò nhà trường đã có nỗ lực đáng kể trong bảo vệ dạy và học, giáo dục và đã đạt được những thành tích nổi bật. Nhà trường có thể hiện bản thân
là những kỷ niệm đẹp sâu sắc của các em về tuổi học trò. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo, anh học sinh thân mến, tôi tin tưởng rằng thầy và trò nhà trường sẽ không ngừng phấn đấu nỗ lực để đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa, tiếp tục truyền thống nhà trường mà bao thế hệ trẻ, bao thế hệ nhà giáo đã dày công vun đắp. Nhân dịp này, khai mạc tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường một lần nữa cho phép tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới các lãnh đạo. Xin cảm ơn sự đồng hành và phối hợp tận tình của các bậc cha mẹ và học sinh nhà trường, những người đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh của nhà trường. Với niềm phấn khởi tự hào và tin tưởng, khai mạc hội đồng sư phạm và học sinh toàn trường, tôi xin tuyên bố khai giảng năm học mới 2023-2024, trường trung học cơ sở Đoàn Kết thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành và các cấp phát động. Liên đội nhà trường trung học cơ sở Đoàn Kết thực hiện tốt chủ đề năm học thiếu nhi thủ đô, chăm ngoan học tốt, tiếp bước cha anh. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và ngay sau đây tôi xin trân trọng kính mời cô Đinh Kim Thu, đảng ủy viên bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường sẽ lên đánh trống khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024. Xin trân trọng kính mời cô. Sẽ đại diện cho tổ dân phố số 4 lên sân khấu và
Huế, giáo hội Tân Vị, công an phường Phố Huế, trung tâm năng khiếu ý năng sống thiên đường, công ty Tiểu Tiên Anh Hoang, công ty thương mại Tuấn Phong, công ty du lịch Hạ Trắng, công ty du lịch Đại Việt, công ty liên lạc điện tử Á Đông, công ty bay Huyền Phạm, hộ kinh doanh Khi Bảo, hội phụ huynh học sinh lớp 9A1 niên khóa 2019-2023. Một lần nữa xin được cảm ơn những tình cảm mà các cơ quan ban ngành và các đơn vị đã dành tặng cho thầy và trò trường Trung học Cơ sở Đoàn Kết nhân dịp năm học mới. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và em học sinh yêu quý, bước vào năm học mới này, thầy và trò trường Trung học Cơ sở Đoàn Kết vui mừng phấn khởi khi khu vực cổng trường đã được trả lại vẻ sạch đẹp, khang trang. Để có được một cổng trường xanh sạch đẹp như vậy là nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường Phố Huế, sự nỗ lực của ban giám hiệu và sự ủng hộ của người dân trên địa bàn phường Phố Huế. Ngày hôm nay, nhà trường rất vinh dự khi được nhận món quà là những bức tranh kích họa, những chậu cây, chậu hoa, góp phần tô điểm thêm khu vực cổng trường của các tổ chức và một cá nhân trong phường. Sau đây, bà Dương Thu Hường, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phố Huế. Bà Đỗ Thị Phúc, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phố Huế. Ông Lê Hồng Khang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phố Huế. Bà Nguyễn Thị Ngân, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phố Huế. Bà Trần Thị Diễm Hương, đại diện công ty điện lực lên sân khấu trao tặng quà cho nhà trường. Và xin trân trọng kính mời cô giáo Đinh Thị Phương, hiệu trưởng nhà trường và cô giáo Trần Thị Thương Hà, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên sân khấu để đón nhận những món quà này. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, để đầu tiên các em học sinh của phường Phố Huế nhân dịp năm học mới, quỹ vì người nghèo phường Phố Huế sẽ dành tặng 5 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho 5 học sinh vượt khó có hộ khẩu và thường trú tại phường Phố Huế. Xin trân trọng kính mời bà Dương Thu Hường, ủy viên thường vụ, chủ tịch ủy ban và trong tổ quốc phường Phố Huế đã trao quà. Xin trân trọng kính mời cô giáo Đinh Kim Thương, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên thay mặt các em học sinh đón nhận phần quà này. Và xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Hoàng Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lên
trở về để thăm lại các thầy cô, thăm các bạn bè của con.